quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình đối diện vấn đề với đề tài cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden với anh Ngô Kỷ và anh Phạm Kim. Bây giờ chúng ta trở lại thì sau cái vấn đề đó là tới cái vấn đề kinh tế, thưa anh. Thì tức là sau cái vấn đề mà đại dịch thì vấn đề kinh tế thì anh cho biết trong cái vấn đề kinh tế thì ông Biden ông đã tấn công ông Tổng thống Trump về cái vấn đề mà gọi là Tổng thống Trump trả thuế rất là ít, chỉ có 750 đồng thôi. Nhưng mà sau đó thì Tổng thống Trump đã cắt nghĩa một cách rõ ràng, tức là ông là cái người làm ra cái luật thuế để cho chúng tôi được một cái cơ hội trừ thuế rất là nhiều, và do đó chúng tôi đóng thuế ít. Có nghĩa là trong 47 năm ông Biden đã tạo ra những cái lỗ hổng thuế để cho tất cả những cái người cùng phe đảng của ông, những cái công ty mà cùng với đảng Dân Chủ được hưởng cái đó. Thì ông Trump ông cũng đi vào trong cái chiều hướng như vậy, và dĩ nhiên thì ông sẽ đóng thuế ít hơn là những cái người khác, thì ông đã thoát ra được cái đó. Nhưng mà ngược lại thì sau khi mà trả lời thì ông Biden ông Trump ông đã tấn công ông Biden. Thì như anh cũng biết thì anh xin anh nói chi tiết về cái việc mà Tổng thống Trump tấn công ông Biden về cái vấn đề mà chính sách kinh tế của ông Biden với ông Obama như thế nào. Vâng, yeah. Cảm ơn anh. Có miệng mồm tôi cũng dữ lắm, mà phải công nhận tôi thua cái miệng ông Trump. Làm anh nói tôi biết thua ai lắm mà phải công nhận. Ông xin lỗi tổng thống nha. Thì tôi thiệt là ông là siêu nhân á. Mà thì thưa quý vị, mấy bữa nay thì ai cũng đặc biệt bản Dân Chủ đó, đặc biệt tờ báo New York Times đã khui cái vụ là ông Trump đóng thuế cho liên bang đó là có 750 đồng thôi. Bằng trăm một cái tài sản bao nhiêu tỷ, bao nhiêu triệu này nọ. Thì cái điều nó nổ, mà thật sự nó cũng nổ là nổ cho vui vậy, chứ lâu này người ta cũng nói cái chuyện yêu cầu ông Trump công khai vấn đề thuế khóa này nọ, đã ổng lì ra rồi cũng qua đi. Tức là cái đó nó đã, cái người ký giả mà đưa cái vấn đề phải nói rõ một chút xíu với cái người ký giả ở trong cái tờ báo New York Times mà cách đây 2 ngày đã đưa cái vấn đề 750 đồng tiền thuế, thì cách đây 4 năm, năm 2016, họ là cái người cũng đã đưa cái vấn đề mà gọi là giống như kiểu ông Trump là người trốn thuế, mặc dù là tỷ phú mà không có đóng thuế gì hết, tại sao giờ này cũng phải chịu đưa cho coi giấy tờ khai thuế như thế nào, cũng cùng một người đó luôn. Thì là vấn đề đặt ra thưa quý vị, ở bên Mỹ này, nó đặc biệt là có, như anh Kim tôi nói về bộ túc trình tôi nha, nó có hai loại thuế, là thuế tiểu bang, thuế liên bang. Yeah. Mà khi cái giả này nó đặt vấn đề thuế liên bang. Yeah. Nhưng ông Trump ông không trả lời thẳng mà. Yeah. Ông nói không, tôi nói 750 đồng là sai, tôi đóng thuế tới mấy chục triệu đó. Yeah, đúng. Phải không ạ? Do đó quần chúng nào, ông Trump ông dám nói là tôi đóng thuế tới 38 triệu. Yeah. Hay này nọ. Tại sao mà 38 triệu so tới 750 đô la nó khác nhau quá xa đi chứ, hiểu không? Do mà khi Trump ông nói thẳng thắn như vậy thì bình thường dân thấy như vậy là mấy thằng nhà báo này thổ tả rồi, hay phải người nói tào lao. Ông tổng thống ông trước mặt mọi người ông nói không, tôi đóng thuế mà. Rồi thằng ông Chris Wallace với ông Biden ông hỏi đóng thuế bao nhiêu, ông nói tới 38 triệu. Yeah. À, này nọ, nhưng ông không nói là ông đóng thuế 38 triệu đó, thuế nào, thuế tiểu bang hay liên bang. Đúng. Ông nói là tôi đóng thuế. À, do đó dân chúng họ luôn mù mờ đó, do đó ông này rất quá khôn, và rồi sau đó ông muốn bảo vệ ông nữa để sợ là bên kia nó mát ngoài. Ông kia, tôi là người thương gia, từ lúc đó tôi chưa làm tổng thống, do đó tôi được hưởng, tôi làm đúng theo cái cốt thuế luật pháp cho phép. Mà ông là phó tổng thống trong Obama này nọ, thời kỳ hành pháp Obama, đó là lỗ hổng các ông. Do đó chính vì vậy mà ông nói, ủa tôi tội tình gì đâu, mà nếu mà ông xa là ông ở tù rồi. Do đó chính vì vậy đó, khi mà tấn công ông Trump về vấn đề thuế khóa như vậy đó, thì lại gọi là bán vào cái chân của mình thay vì bán đối phương. À, tại ông Trump ông cho rõ ràng là các anh dở quá. À, thì bây giờ một người thương gia mà không phải trốn thuế, trốn là khi nào mình làm cái gì bất hợp pháp, còn tôi sử dụng đúng luật lệ, anh cho tôi anh khấu trừ về cái này cái nọ hay này nọ rồi anh sai cắt thì được chính phủ tài trợ bao nhiêu tiền, anh khỏi đóng thuế bao nhiêu, thì ông apply tất cả những cái điều ông khai
nó hợp lệ thì bây giờ lỗi. Nếu mà nói ông đóng ít nhiều, cái chuyện nó quan trọng, quan trọng là tôi có làm gì phi pháp hay không. Thì ông Biden và Chris Wallace, hai đã đóng dân chủ, không hề nói là ông này là phi pháp nha. Chỉ nói ông này đóng thuế ít thôi. Ủa tôi đóng thuế ít mà tôi đóng đúng luật thì sao? Do đó tôi nghĩ thuế rằng chính thì như anh Ngô Kỷ trình bày đó, là cái thuế của tiểu bang là cái thuế mà như, chẳng hạn như quý vị đóng thuế thổ tập, quý vị là chủ nhà hay là quý vị ở chủ cái mobile, là quý vị phải đóng tiền thuế đất, thuế thổ tập. Thì dĩ nhiên ông Trump là ông có khách sạn ở tại Florida thì ông phải đóng thuế rồi. Ông ở có khách sạn ở New York phải đóng thuế rồi. Ông có khách sạn ở tại Las Vegas là ông phải đóng thuế rồi. Thì những cái chuyện đóng thuế đó tờ báo New York Times nó không có đưa ra, nó chỉ đưa cái thuế income personal của ổng, sau khi mà cái tài sản của ổng về ổng đã đóng thuế hết và ổng đã khấu trừ tất cả những cái đó, thì cái tiền thâu vô của ổng và cái tiền mà ổng đóng thuế chi phí ra thì nó chỉ cách nhau có 750 đồng. Nó nói là đối với cái người bình thường người ta không biết, thì bây giờ nói mày là cái thằng đóng thuế, mày giàu quá, mày tỷ phú mà mày đóng có 750 thì ai cũng nổi giận hết. Nhưng mà đó là cái lối mà gọi là cái đòn hạ cấp của tờ báo New York Times. Và bữa nay á thì ngay bữa nay á là ông Biden và bà Harris là ứng cử viên phó tổng thống là có công khai hóa thuế họ ra. Để chi? Để chứng tỏ là chúng tôi không có trốn thuế, chúng tôi không sợ. Còn Biden, ông Trump ông sợ lao nặng trốn này nọ. Tuy nhiên tối nay cuộc tranh luận này, tôi nghĩ rằng cái vụ 750 đô la tiền thuế, tôi nghĩ là game over. Tôi nghĩ là tối nay ông đã nói dân chứng là tôi đóng 38 triệu cho tôi đã đóng. Nói thêm về cái vụ mà ông ngược lại thì ông Trump tố cáo về cái chuyện con của ông Biden là ông Hunter Biden tiền. Vâng, thưa quý vị, thì cái chuyện tối nay quý vị có 6 đề tài như anh Kim và anh Lê Công Tâm đã trình bày đó, thì chúng ta tự tóm tắt rồi gặp đâu chúng ta nói đó. Thì nó theo đó không có theo thứ tự theo câu hỏi, nhưng mình nhớ tới đâu mình nói tới đó. Thì thưa quý vị, thì cái hai của ông Donald Trump đó là ông, thay vì thường thường đó, là người tổng thống đương nhiệm lúc nào cũng đáng thế defense, coi giống như là offense là phải bào chữa, không có tấn công. Tại vì khi đang làm á là có lỗi có sai này nọ, do đó đối thủ ở thường tấn công và cái người kia chỉ offense chỉ là bảo vệ thôi. Nhưng tối nay á ông Trump ông chơi cái chưa ông chắc tấn công, mà ông Biden là thủ. Do đó hồi nãy tôi đặt một số theo dõi, một số phân tích, họ nói là Biden bữa nay là trong thế thụ động. Thì và theo cái thăm dò đó thì chắc chắn là hai phe đều nói Biden thì nói ông Trump thắng 5 điểm. Rồi Biden mà dân chủ thì nói ông Biden thắng 3 điểm. Đại khái cái đều gần như là đàn nhau. Nhưng mà trước sau gì thì tất cả những cái tờ báo fake news và những cái tờ báo mà tuyên tả giống như anh Kim nói thì thế nào họ cũng đăng tải lên. Không có đều đặt. Nhưng mà cho tới giờ hôm nay tôi trở về hôm nay chúng tôi check lên trên đây là tờ New York Times với tờ không ai nói là ông Biden thắng ông Trump. Mà cho dù có thắng cũng không thắng. Cũng chỉ có nói như ngày xưa. Chỉ có nói là cái là hai bên chửi nhau. Giống như mà có thắng, nếu có thắng thì năm ngày xưa anh thấy bà Hillary với ông Trump nó bà Hillary có đi bấy tranh luận bà thắng tới 10 điểm, 12 điểm này nọ. Nhưng tối nay thì theo tôi thăm dò nó gần như ngang hàng. Rồi Cộng Hòa thì nó ông này thắng 5 điểm, bên Dân Chủ thì nó Biden thắng 3 điểm hay 5 điểm, ngang ngay đó. Nó là chuyện rất là đặc biệt. Tại vì tối nay là ông Biden là đứng thế phòng thủ để mà tự vệ. Do đó là sao thắng, tự vệ là sao thắng. Ông kia ông tấn công, do đó ông kia ông đánh phủ đầu. Đây là cái tựa của tờ Washington Post, tức là cái tờ báo mà chống đối ông Trump cũng nhất nhì, không thua vậy. Thì đây là Trump tấn công và interrupt, tức là nghĩa là can thiệp trong lúc mà ông Biden cố gắng nghĩa là trình bày cái thông điệp nhảy vô đó, mình nói nhảy vô đó. Vậy thôi chứ không có nói là Biden thắng hay là với hơn nữa cũng khó nói. Tại vì ngày xưa đó bà Hillary bà lý luận, bà là luật sư và bà rất là xuất sắc trong vấn đề debate. Tại vì bà là bộ trưởng ngoại giao mà bà làm đệ nhất phu nhân bao nhiêu năm, bà luật sư. Bà Hillary Clinton đó, bà là một trăm người luật sư nổi tiếng nhất nước Mỹ đó, do đó bà rất là giỏi. Và ông Biden nhìn cái thằng sát ổng bữa nay á, ổng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không có che giấu được cái sự mà lú lẫn, cái sự không tỉnh táo của một người mà lớn tuổi như ổng. Thì thưa để trả lời câu hỏi á, thì
ông Biden đang nói thì ông tổng thống Donald Trump ông nhảy vô, ông đẩy vấn đề ông Hunter Biden. Ông làm Nga cả Chris Wallace cũng không hỏi về đâu. Chris Wallace tôi nghĩ rằng câu hỏi không có đề cập cái đó. Mà ông Trump ông sợ rằng đây là cái cơ hội rất là tốt, mà không nhảy ra thì không có cơ hội nói. Và khi mà ông nhảy ra, ông nói là thằng con mai thằng Hunter đó là lấy 3 triệu đô la của một cái con vợ của thằng thị trưởng của Nga Xô, thành phố Moscow. Ở Moscow. Mà con đó tiền đó là tiền dẫn gái bán gái này mãi dâm này nọ đó, bán người buôn người này nọ đó. Và thằng Hunter con mày đó đã lấy tiền của tụi tàu rồi tụi Ukraine này nọ, tàu nữa, những công ty tàu này nọ lên tới 1 tỷ. Này nọ. Thì anh Biden ảnh chớ giới, anh nói thay vì cái ông này nói Hunter thì ổng là đem ổng khen đứa con ổng là ông Bo Hunter. Tại ông Biden cũng có hai ba đứa con trai là phải không ạ? Hai con trai. Thì ổng nói con tôi là một anh hùng, một người chiến sĩ của Mỹ tại trận Iraq, và nó đã được huy chương đồng, và nó là một anh hùng, nó không phải là người thua cuộc ngày nào. Cái ông Trump ổng để cho ông này là ở tại Kuwait. Thì đó, thì ông Trump sao đã nói ủa ông đang nói về thằng Hunter hả? Trời, ông rất là độc. Để cho ông chia thao thao bất tuyệt. Ông Biden cái này là cái mà ông bị nhục trong cuộc tranh cử này, cuộc tranh luận này. Ta và ông mislead. Thay vì người ta lâu nay đáp nói ông Bo không biết gì đâu, là đứa con trai người khác mà nó đã bị nó là người đó là sau này thì tự bị dùng xì ke ma túy này nào. Là ông Hunter chứ không phải ông Bo Hunter. Ông Bo. Cái người mà dùng xì ke ma túy là cái ông mà đi lấy tiền. Đi lấy tiền á. Cái này cái người mà ông Bo á là cái người mà đi. Là bộ trưởng tư người sao cũng là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang Delaware, là cái nơi mà ông cái nơi của ông Biden làm thượng sĩ đó. Mà cái tiểu bang đó là một trong những tiểu bang nhỏ nhất nước Mỹ. Có mấy trăm ngàn dân à. Thưa quý vị, cái điều mà ông Biden khi ai cũng biết là nói đến ông Hunter là cái ông ăn hối lộ này nọ. Và anh biết khi mà ông Biden làm phó tổng thống á, ổng đã đi ra Ngoại quốc, ổng dùng cái thế cha ổng ra Ngoại quốc tới mấy trăm lần. Và qua cái quyền lực, qua chỗ đứng của ông Biden, ổng mới vào những cái công ty để mà tư vấn là còn sô tinh này nọ để lên tới 1 tỷ đô la này nọ đó. Thì tôi nghĩ tôi hơi ngạc nhiên ông Biden ổng chơi một cái xảo thuật, nghĩa là ổng mislead quần chúng đang theo dõi. Ổng đây mà ổng nói về cái người không phải là Hunter Biden, mà ổng nói người đây là Bo Biden. Nhưng mà ông Trump sau đó ông cũng đã mặt ra ông nói, thì phút cuối cùng ông Biden ông cũng thì ông Trump ông nói là con mày là cái thằng rất là hút sách nghiện ngập, thì ông Biden ông cũng phải defend trở lại. Ông nói là con tao nó nghiện ngập thì cũng giống như dân Mỹ, một số dân Mỹ nghiện ngập thì nó cũng đã hết rồi. Tôi thân tích được lại này nào. Cái này vấn đề đặt ra là phải anh Kim nhận xét cái đó sao, khi mà ông Biden ông cố tình, nếu mà ông Trump ông hiền ông làm thinh á thì người ta nghĩ rằng cái chuyện mà cái ông nhân vật Hunter đó là cái nhân vật mà đi lính ở Iraq. Bây giờ đó thì chúng ta phải biết được này, là hiện nay bây giờ Quốc hội đang điều tra về Hunter Biden, về Biden, về tất cả những vụ tham nhũng có liên quan tới ông bố là ông Biden. Chính vì thế cho nên khi mà ông Donald Trump nói về Hunter Biden trong cái dịp này ấy, có nghĩa là ông Tổng thống Donald Trump muốn tố cáo trước dư luận quần chúng Mỹ và coi như là kết tội về ông Biden, về cái vụ mà đã để cho con làm tham nhũng kiểu đó. Và chính vì thế cho nên khi mà ông Biden ông gặp cái câu hỏi đó, ông lung túng là vậy. Bởi vì cái câu hỏi đó là câu hỏi mà kể cả Chris Wallace cũng đâu muốn đưa ra. Ông Biden cũng không bao giờ muốn người ta nói tới việc đó cả. Đúng. Nhưng mà bây giờ đó, trước như là cả mấy trăm triệu người dân Mỹ và cả thế giới đó, ông Tổng thống Donald Trump đưa vấn đề ra là ông đã, đấy là cái điểm mà chúng ta gọi là cái từ huyệt của ông Biden. Và anh nói đúng, tại vì tôi nghĩ rằng công bài Hunter Biden mà hối lộ tham nhũng này nọ, dùng quyền hành của cha mình để mà lấy tiền của Ukraine này nọ đó, nó là công bài vào cái tháng 10. Tôi nghĩ rằng tại vì hiện tại hồ sơ nó sẽ là một cái gọi là surprise October. Anh nhớ không? Cũng giống như trước đây cái việc mà sở dĩ mà bà Hillary Clinton cũng bị là cái server của bà và phút cuối cùng cái ông James Comey không che được. Nếu mà quý vị coi hiện tại bây giờ trên đài HBO họ có hai cái phim quay chiếu từ hôm
Chủ nhật và tối hôm qua về cái sự kiện xảy ra giữa ông gọi họ gọi là Comey file, tức là cái hồ sơ của ông James Comey là cụ FBI, giám đốc của cơ quan FBI, và ông đối trí với ông Trump trong cái vụ mà về sau ông Trump đã đuổi ông Comey đó. Thì trong đó họ cũng đã nói chuyện là tất cả những cái nhân viên phụ tá của ông Comey là nói là bây giờ còn có 12 ngày nữa là tới ngày bầu cử, thì phải che giấu đi cái chuyện mà của cái hồ sơ của cái tất cả những cái email của ấy, nó đi lọt vào trong tay của cái người chồng của cái người chánh văn phòng là cái ông Tony Weiner, mà có coi hình con gái rồi này kia, mà có người vợ đi dốt không dân, dân biểu đó. Thì thưa quý vị, người ta gọi cái đó nó là, sau đó thì bà Hillary Clinton bà bị thất cử, thì người ta gọi là cái October Surprise. Thì hiện tại thì hiện tại bây giờ người ta đang đợi tôi coi trong từ đây cho tới thì sẽ là một cái October Surprise nào, mà theo anh thì là cái vụ Hunter Biden nó sẽ là một cái chắc là nặng nề. Tại vì bây giờ đảng Cộng Hòa nắm thượng viện là đảng Cộng Hòa, và thượng viện họ có tất cả tài liệu rồi, bao nhiêu họ đã leak ra rồi chứ phải không. Và tối nay ông Trump ông nói mạnh như vậy là ông cầm trong tay rồi. Và tôi nghĩ rằng không phải Hunter không, mà ông Joe Biden là cái người cha Obama luôn, chuyện Obama luôn, kể cả cái chuyện mà đi điều tra FBI, cho FBI đi điều tra xạo về ông Trump trong cái vụ mà thông đồng với Nga Sô, phải không? Bằng rất nhiều lắm. Vâng, trước khi trước khi mình chấm dứt, anh còn mấy phút nữa, thì bây giờ theo anh cái điểm nổi bật nhất tối hôm nay trong cái cuộc tranh luận này là cái gì? Vâng, hay là anh cho một cái cho điểm tốt của bên ông Trump, và cho bên ông Biden một cái điểm tốt về cái gì? Vâng, trước khi chúng ta đi đến cái phần kết luận thì tôi nói mình đưa qua cái đề tài từ lúc đầu đó, là cái mà ông Biden và đảng Dân Chủ đang sợ, mà bữa nay ông mới nói ra công khai ấy, là ông sợ nếu mà bổ nhiệm bà thẩm phán Barrett vào tối cao pháp viện, thẩm phán tối cao viện á, thì hai vấn đề quan trọng xảy ra là vấn đề hủy bỏ của Obamacare. Đó là điều họ sợ nhất. Và ông Trump trong khi ông lên nhậm chức, ông đã làm cái điều đó rồi, nhưng cuối cùng bị mọc lá phiếu mà làm bể kế hoạch của ông Trump là ông John McCain. Dù là ông sắp chết rồi nhưng ông bỏ một lá phiếu ra đó, nó không có thành công. Do đó sợ rằng bà Barrett này lên thẩm phán tới cấp viện 6-3 thì cái chuyện đó nó sẽ thông qua, và ông Trump sẽ, đảng Cộng Hòa sẽ thắng trong cái kế hoạch là hủy bỏ của Obamacare. Điều thứ nhì là sợ bà đảo ngược lại cái Rose and Wade tức là bây giờ cái đạo luật phá thai, đó năm 1973 đó là cho phép phá thai này nọ đó, và đảng Cộng Hòa đặc biệt những người Công giáo họ rất là hận cái chuyện đó. Và nếu mà bà này là người conservative rất là bảo thủ, mà nếu tối cao viện có 6-3 đó thì cái tình trạng có đảo ngược là cái đó, và sẽ ra lệnh cấm phá thai này nọ đó. Đó là cái điều mà ông Joe Biden đặc biệt. Và thưa quý vị, thì nói chung thì tối nay thì nói vấn đề ông Chris Wallace và ông Biden tấn công ông Trump về vấn đề là ông đã hủy bỏ cái hiệp ước Paris về vấn đề khí nóng này nọ đã khái, để tại sao ông không có lo phun môi trường này nọ đó, thì ông Trump ông các bà ông thuộc quá rồi. Và ông đã nói là không có gì xảy ra hết, tại vì cái đó nó phung phí, mà quý vị biết là trên thế giới tàu á là vấn đề environment, vấn đề ô nhiễm rất là lớn. Mà trong khi nó đóng có mấy phần trăm tiền vào cái quỹ đó này nọ, và ông nói là ông vẫn ủng hộ xe điện. Tuy nhiên bên cạnh đó ông vẫn muốn cho kỹ nghệ xe hơi này nọ, do đó cái vấn đề mà hủy bỏ cái hiệp định mà khí nóng của Paris là cái điều dĩ nhiên thôi. Tức là đi theo cái chủ nghĩa của mấy người là xã hội, phải không ạ? Dạ đúng rồi. Không có nuôi bò, tức là dân Mỹ là không ăn hamburger nữa. Và ông tấn công ông Biden, cái mà ông tấn công nặng nhất là ông đẩy vào người Mỹ, cử tri Mỹ, là Biden là thằng xã hội chủ nghĩa. Anh thấy không? Socialist đó. Ông cứ nhắc hoài. Và cái điều đó dân Mỹ rất là sợ. Chính vì vậy mà ông Bernie Sanders ông thua. Là tại vì ông ta và ông kia, ông này vô với Biden. Vấn đề mà bảo vệ những cái lực lượng an ninh công cộng đó thì ông Biden ông đâu có dám, là tại vì nếu mà ông
Tâm ông có nói là tại sao anh không có nói cái câu law and order, tại sao anh không nói cái câu law and order? Tại vì nếu mà ông Biden mà nói câu law and order thì là ông sẽ bị mất phiếu của tụi cánh tả, là tại vì phía bên cánh tả là họ muốn dẹp hết cảnh sát luôn ạ. Vâng, khi mà Chris Wallace đặt vấn đề Black Lives Matter này nọ đó thì ông Biden ông trả lời rất là mù mờ và chính ông Trump ông rất là độc. Ông nói bây giờ ông chứng minh tôi có thể có một cơ quan công lực cảnh sát nào ủng hộ không? Yeah. Anh kia kẹt không có trả lời được, mà trong khi ông nói là đối với ông là tất cả tổ chức lực lượng của cảnh sát hồi này nọ lo sọc mình đứng sau lưng ông, do đó tối nay ông Trump ông vả lên một bộ mặt ông rất là mạnh mẽ trong vấn đề bảo vệ nước Mỹ. Đó là cái điều quan trọng nhất. Chứ còn và cái điều thứ nhì là ông ta đã bảo vệ được cái chuyện mà để mà bổ nhiệm bà thẩm phán Barrett để vào các cấp viện thì nó đạt khá, thì những cái chuyện mà thưa quý vị tối nay thì nó cũng mọi chuyện nói qua nói lại thì lâu này cũng nói rồi, do đó nó cũng không có gì mà đặc biệt lắm. Trong cái kỳ tranh luận tới thì nó sẽ nói về cái vấn đề foreign policy, lúc đó nó sẽ có những cái vấn đề mà nó liên hệ tới cái cộng đồng người Việt mình nhiều hơn không? Có thể nói về China, Biển Đông này nọ, cái đài Mỹ thì bình á cũng tôi nghĩ nó cũng không cái cuộc tranh luận kỳ này đó tôi thích thú cái năm 2016 hơn, nó exciting hơn. Chứ còn tranh luận kỳ này thì thật sự mà nói thì tranh luận của Biden ổng chỉ người học bài. Chắc ổng anh thấy ổng viết nốt này nọ, ổng nhìn nhẩm đạp giống như ngày nào cũng giống như Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết mà gặp tổng thống Bush này nọ lên cầm, phải đọc cái nốt ông kia ông đâu nói đọc kia ông kia đâu cần ông kia làm lúc mà dẹp bàn xong thì thấy người ta cầm nốt của ông Biden đi, còn ông kia không có gì hết. Do đó thưa quý vị thì tóm lại cách qua mà nói thì tối nay cái message, cái thông điệp mà đưa ra được người ta nghe, người ta đồng ý hay không, chấp nhận hay không làm chuyện khác, nhưng cái thông điệp mà gửi gắm cho cử tri và khán giả trên đài thì ông Trump là thành công trong chuyện đó. Còn cái chuyện ông nói thiệt nó đúng ngay cả vấn đề kinh tế này nọ đó, ông nói được tăng trưởng như thế này, bao nhiêu triệu người việc làm rồi, thị trường chứng khoán bao nhiêu đó thì truyền thông họ sẽ có phát xét, họ sẽ nghiên cứu, họ bình luận. Tuy nhiên ít ra ông muốn nói được cái điều gì đến quần chúng là ông Trump thành công tối nay. Và ông Biden thì khách quan mà nói người ta hơi sợ ông ta tối nay lũng cũng này nọ nhiều, nhưng ông cũng cố gắng ông giữ bình tĩnh. Dù rằng ông cũng cười rui chứ không phải kiểu chi thì có đều ông ta không có thất bại trong chuyện đó. Tôi sợ là ông đang đứng nửa đường nửa chân ông xỉu. Và tối nay đó là phe Biden xin là nói nửa chương trình và nghỉ break time để nghỉ xả hơi hai lần và cuối cùng trong thao tôi chào xả lăng luôn cho không mỗi ông mặt tay cái quần mỗi ông đều mặt hai chúng ta họ sợ là Biden không có đủ khả năng để đứng từ đầu đến cuối, nhưng cuối cùng ông ta đã thành công trong chuyện là ông ta vẫn ok. Tuy nhiên khách quan mà nói chuyện hai cuộc anh Kim có ý kiến gì không? Nếu mà nhìn từ đầu đến cuối thì tôi đánh cho điểm là ông Trump thành công 100%. Vâng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây, và chúng tôi hy vọng trong những dịp khác chúng tôi sẽ mời được anh Ngô Kỳ tới để trình bày với quý vị những cái vấn đề mà nó liên quan tới thời sự của nước Mỹ. Xin kính chúc quý vị có một đêm an lành, và xin cũng nhắc với quý vị nhớ rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi quý vị đi ra ngoài hay là đến những cái nơi công cộng, và ráng giữ cái khoảng cách luật định tức là 6 feet cho đến khi mà chúng ta bắt đầu có được thuốc chủng ngừa. Vâng, trước khi mà chấm dứt đó, thì còn tôi hà ráng lắm. Thì có cái điều cá mà cái issue bữa nay cũng quan trọng là vấn đề mail đó, vote bằng mail đó. Thì ông Biden thì ông hỗ trợ cho chuyện vote bằng mail, bằng 100% là phá vote bằng mail này nọ. Nhưng ông Trump đó thì ông xét lại. Đúng. Ok. Và tại vì ông đưa ra bằng chứng là cách đây 2 ngày ở West Virginia này nọ có một số lá phiếu trong của thùng ông rác. Là trong thùng rác này nọ. Có tên của ông. Có tên của ông đó. Và bao nhiêu một số vote của lính ở các gửi về cũng bị dục cho thùng rác này nọ. Và ông khi mà hỏi ông Chris Wallace nói là bây giờ cái vụ đó bây giờ sao, ông tính sao, có đây đó có chuyện không, thì ông Trump ông không ra được chắc chắn. Nhưng ông nói rằng ok, cái chuyện đó khi mà có tao có chuyện, có thể ông không complain những chuyện khác, nhưng cái vụ bầu mà bằng mail này nọ ông sẽ complain cái đó. Đó là cái điều chính mà cái điều mà lâu nay bên quốc hội này nọ ông Trump cũng đặt vấn đề bầu bằng mail. Và ông Trump ông nói là vừa rồi đó
có một người Trung Đông người đi mua một lá phiếu $200 theo tin tức ngày nọ đó, đã mua để mà ký tên bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ này nọ, và ông Trump cái hai của ông á cũng giống như tôi là nó có sắc và cái chứng, do đó ông thuyết phục được người ta. Dù rằng có chuyện đó nó nhỏ thôi nhưng ông nói rõ cho người ta thấy được cái sự mà gian dối của Đảng Dân Chủ này nọ, do đó nó ông, thuyết phục, nó ảnh hưởng. Ông có mấy trăm thuộc tài liệu như anh. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng ở đây và sẽ trở lại trong những lần tới với chương trình đối diện vấn đề với anh Phạm Kim, và chúng tôi sẽ lần lượt mời anh Ngô Kỹ lên với những cái đề tài liên quan tới thời sự của nước Mỹ. Trân trọng kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một lần nữa có một đêm an toàn.